5 người đi chung chuyến bay với ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 12, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết hiện cơ quan chức năng đã điều tra truy vết giám sát chặt 5 công dân đi chung chuyến bay với ca nhiễm COVID-19, chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam. 5 người này trú tại thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Yên Thành và huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Được biết, cả 5 người đều có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 trong thời gian tới đây các công dân sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm để theo dõi những người này đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và tiếp tục được theo dõi y tế tại nhà hiện sức khỏe của họ đang ổn định không có dấu hiệu bất thường lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an nói Trước đó một ngày Sở Y tế đề nghị Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã thành phố, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ra soát tất cả các công dân trên chuyến bay Bamboo Airways, QH9028 từ Anh Quốc về sân bay Nội Bài, tối 19 tháng 12 năm 2021 đã trở về lưu trú trên địa bàn tỉnh, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày. Nếu kết quả các trường hợp này âm tính, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú, không tiếp xúc với người xung quanh không tập trung nơi đông người cho đến khi đủ 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 14. Các địa phương có trách nhiệm báo cáo nhanh kết quả giả soát, đặc biệt lưu ý quá trình di chuyển của công dân từ khu cách ly về nơi lưu trú, gửi về sở y tế. Trước đó, trưa ngày 28 tháng 12, Bộ Y tế công bố ca nhiễm Omicron đầu tiên tại Việt Nam. Người này nhập cảnh sân bay nội bài Hà Nội hôm 19 tháng 12, có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó được đưa bằng xe chuyên dụng về khu cách ly của bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Do người này có yếu tố dịch tễ trở về từ Anh nên bệnh viện giải trình tự gen mẫu bệnh phẩm hôm 20 tháng 12 và 21 tháng 12. Kết quả xác định người này nhiễm biến chủng Omicron B1.1 529.